Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 5 thực hành viết nhá. Sau khi chúng ta hoàn thành tất cả phần thực hành viết thì chúng ta sẽ quay lại phần 4 là thực hành nghe nhé. Cũng giống như cái thứ tự mà ở bài học trước chúng ta đã học với nhau nhỉ. 5.1. Sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. Sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. Bây giờ các bạn cũng sẽ không nhìn sách. Các bạn sẽ nghe cô giáo đọc và sắp xếp nhỉ. Các bạn hãy lấy bút và giấy của mình ra để các bạn nghe cô giáo đọc, sau đó thì sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ có câu số 1. Cô ấy tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn Quốc được nói. Dạ. Tiếp theo số 2. Du lịch. Làm việc để đến Việt Nam hay chị? Câu này hơi dài một chút và đây là một câu hỏi. Các bạn sẽ nghe lại một lần nữa nha. Du lịch. Làm việc để đến Việt Nam hay chị? Xong chưa ạ? Các bạn khi cô giáo đọc từng từ, các bạn đừng có viết xuống từng từ đó, sau đó thì nhìn vào đó và sắp xếp ha. Mà các bạn chỉ nghe và sắp xếp. Khi các bạn đã sắp xếp được một câu hoàn chỉnh rồi á thì các bạn mới viết xuống nhá. Nhớ là đừng có nghe từng từ cô giáo đọc rồi viết xuống, sau đó thì nhìn những cái gì các bạn viết và sắp xếp. Cái cách đó là sẽ không hiệu quả nhá. Câu số 3. Không, tiếng Anh bà được nói. Đây cũng là một câu hỏi. Chúng ta nghe lại một lần nữa. Không, tiếng Anh bà được nói. Tiếp theo số 4. Ngân hàng. Tôi ở làm việc. Đây là một câu đơn giản đúng không? Chúng ta nghe lại. Ngân hàng. Tôi ở làm việc. Và câu cuối cùng. Ở bây giờ sống bà đâu? Đây là một câu hỏi. Chúng ta nghe lại. Ở bây giờ sống bà đâu? Vậy là chúng ta đã xong 5 câu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án nhé. Câu số 1. Cô ấy nói tiếng Hàn Quốc được. Hoặc là cô ấy nói được tiếng Hàn Quốc. Câu số 2. Chị đến Việt Nam để du lịch hay làm việc. Câu số 3. Bà nói tiếng Anh được không? Hoặc là bà nói được tiếng Anh không? Câu số 4. Tôi làm việc ở ngân hàng. Và cuối cùng, bây giờ bà sống ở đâu? 5.2. Chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy các câu ở bên phải là A, B, C, D và các câu ở bên trái là 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ các bạn sẽ không nhìn các câu ở A, B, C, D nhé. Các bạn sẽ nghe cô giáo đọc, sau đó chọn câu tiếp theo ở phần 1, 2, 3, 4, 5. A. Cô học tiếng Việt ở đâu? Cô học tiếng Việt ở đâu? B. Anh đã học tiếng Anh mấy năm? Anh đã học tiếng Anh mấy năm? C.
C thì câu của các bạn sẽ là câu trước, sau đó đến câu của cô giáo. Cô ấy đã làm việc ở ngân hàng 6 năm. Cô ấy đã làm việc ở ngân hàng 6 năm. D. Anh ấy đã học tiếng Nhật 3 tháng. Anh ấy đã học tiếng Nhật 3 tháng. Dạ. Các bạn đã chọn xong chưa? Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. A. Cô ấy... À, cô học tiếng Việt ở đâu? Chúng ta chọn số 5 là phù hợp đúng không? Tôi học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Số 2. Anh đã học tiếng Anh mấy năm? Chúng ta chọn đáp án 1. Tôi đã học tiếng Anh 4 năm. C. Câu của các bạn sẽ là 4. Cô Lan làm việc ở ngân hàng. Cô ấy đã làm việc ở ngân hàng 6 năm. Và D. Anh ấy đã học tiếng Nhật 3 tháng. Và chúng ta sẽ chọn câu số 3. Anh ấy nói được một ít tiếng Nhật. Tiếp theo, phần B chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Các bạn cũng sẽ không nhìn phần này. Sau đó thì nghe cô giáo và chọn câu tiếp theo nha. Câu số 1. Ông đến Việt Nam để du lịch hay làm việc? Ông đến Việt Nam để du lịch hay làm việc? Số 2. Công ty chị ở quận 3 phải không? Công ty chị ở quận 3 phải không? Số 3. Cô ấy đã đi du lịch ở đâu? Cô ấy đã đi du lịch ở đâu? Số 4. Bà Liên sống ở đâu? Bà Liên sống ở đâu? Số 5. Anh nói tiếng Pháp được không? Anh nói tiếng Pháp được không? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án nhé. Các bạn sẽ thấy các đáp án của cô giáo sẽ viết ở trên này. Vậy thì câu hỏi số 1 của cô giáo sẽ chọn là C. Tôi đến Việt Nam để du lịch. Và số 2 là không phải, công ty tôi ở quận nhất. Số 3, cô ấy đã đi du lịch ở Hà Nội. Số 4, bà ấy sống ở quận 3. Và số 5, không, tôi nói tiếng Pháp không được. Dạ, đó là đáp án của phần B 5.2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến bài luyện tập 5.3. Chuyển các câu sau đây thành câu hỏi. Chúng ta sẽ thấy một ví dụ ở đây đúng không? Cô Marie nói tiếng Việt được. Và chúng ta chuyển thành câu hỏi là cô Marie nói tiếng Việt được không? Chúng ta sẽ thấy rất đơn giản. Các bạn chỉ cần thêm từ không vào cuối câu mà các bạn nghe được, hoặc là cuối câu phía trước, là các bạn đã có câu hỏi được không, đúng không? Vì bài này rất là đơn giản, thế nên các bạn sẽ tự làm bài này nhé. Ví dụ như là câu số 1, chúng ta có anh Nam nói tiếng Anh được, thì các bạn chỉ cần chuyển là anh Nam nói tiếng Anh được không? Ở đây chúng ta có từ mới không nhỉ? Chúng ta sẽ có từ một từ đó là lái xe. Lái xe hơi. Lái xe hơi thì chúng ta có động từ lái. Chúng ta sử dụng động từ này với xe hơi đúng không? Lái xe hơi hoặc là lái ô tô. Tiếp theo chúng ta có một từ mới nữa là nấu ăn. Các bạn cùng đọc nhé. Nấu ăn. Nấu ăn. Các bạn nấu ăn được không? Tiếp theo viết là chúng ta đã học rồi này. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo 5.4. Hoàn thành các câu sau đây. Phần này cô giáo sẽ cho các bạn 2 đến 5 phút để các bạn sẽ tự viết cái câu của mình và tự hoàn thành các câu này. Các bạn nhớ là hãy cố gắng viết một câu dài nhé.
đừng có viết câu ngắn thì rất là lãng phí cái thời gian mà chúng ta luyện tập nhỉ. Thời gian bắt đầu. Các bạn đã viết xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có thể xem một số những cái gợi ý của cô giáo nhé. Câu số 1, anh David đã học. Chúng ta có thể nói là anh David đã học tiếng Anh 5 năm ở nước ngoài. Anh David đã học tiếng Anh 5 năm ở nước ngoài. Tiếp theo câu số 2. Bà hai đã sống ở quận 3 từ năm 2005 đến năm 2010. Tiếp theo câu số 3. Cô Lan và cô Mai đã đi siêu thị để mua thức ăn. Tiếp theo, anh Nam đã gặp. Chúng ta có thể điền là anh Nam đã gặp bạn gái hôm qua. Tiếp theo, anh Thomas đã làm việc ở công ty đó được 10 năm rồi. Đó là một số gợi ý của cô giáo. Còn các bạn có thể viết theo ý của mình. Và các bạn có thể viết xuống phần bình luận bên dưới. Cô giáo sẽ giúp các bạn sửa nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần 5.5. Cũng là một bài hoàn thành câu nữa đúng không? Các bạn hoàn thành các câu sau đây. Sau đó các bạn sẽ viết xuống phần bình luận ở bên dưới. Cô giáo
và các giáo viên khác ở GoToViki sẽ giúp các bạn sửa lại các câu mà các bạn đã viết nha. Yeah. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến phần 5.6, trả lời các câu hỏi dưới đây. Ở đây chúng ta có 3 câu hỏi, các bạn sẽ trả lời nhé. Câu số 1, nhà bạn số mấy? Nhà bạn số mấy? Các bạn nhớ trả lời theo cách nói về địa chỉ của người Việt Nam nhé. Câu số 2, điện thoại của bạn số mấy? Điện thoại của bạn số mấy? Yeah. Các bạn cố gắng luyện tập cái cách đọc số điện thoại của mình nha. Bây giờ cô giáo sẽ nhắc lại một lần cách đọc từ 0 đến 10 ạ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Và trong số điện thoại thì chúng ta không cần sử dụng số 10 đúng không? Chúng ta chỉ cần sử dụng từ 0 đến 9 thôi. Các bạn cố gắng luyện tập cách nói, phát âm làm sao cho đúng số từ 0 đến 9 nhé. Và câu hỏi số 3, lớp bạn có mấy sinh viên? Lớp bạn có mấy học viên? Yeah. Thì từ sinh viên và học viên thì khác nhau như thế nào nhỉ? Sinh viên là người học ở trường đại học, còn học viên là người học ở các trung tâm. Yeah. Các bạn đã trả lời xong chưa? Yeah. Hãy viết câu trả lời của mình xuống phần bình luận, cô giáo sẽ giúp các bạn sửa nha. Yeah. Tiếp theo chúng ta đến một phần luyện tập rất quan trọng và các bạn không được bỏ qua phần này, đó là viết chính tả. Bây giờ các bạn sẽ không nhìn sách và không nhìn màn hình cái phần này. Các bạn sẽ nghe và viết xuống. Sau đó thì các bạn sẽ kiểm tra lại cái phần mình đã viết trên cái cô giáo đã chiếu trên màn hình hoặc là ở trong sách nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bài 4. 5.7. Viết chính tả. Dũng là tài xế công ty du lịch Sài Gòn. Dũng nói được tiếng Anh và một ít tiếng Nhật. Dũng có hai người bạn nước ngoài. Một người tên là Tom. Một người tên là Yoko. Tom là người Anh. Yoko là người Nhật. Tom và Yoko đến Việt Nam để làm việc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần học cuối cùng của bài ngày hôm nay. Đó là 4. Thực hành nghe. Các bạn sẽ mở sách trang 83, thực hành nghe. Chúng ta sẽ có hai đoạn hội thoại, đúng không? Hai đoạn nghe, 4.1. Nghe đoạn hội thoại sau đây, sau đó chọn câu trả lời đúng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau nghe đoạn hội thoại và các bạn sẽ trả lời những câu hỏi có ở trên nhé. Bắt đầu. Bài 4. 4. Thực hành nghe. 4.1. Nghe đoạn hội thoại sau đây, sau đó chọn câu trả lời đúng. Xin giới thiệu với anh, đây là cô Yoko, người Nhật. Còn đây là anh Lâm. Rất vui được gặp cô. Rất vui được gặp anh. Xin lỗi, cô là sinh viên tiếng Việt, phải không? Dạ không phải, tôi là bác sĩ. Tôi làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy. À, tôi cũng là bác sĩ. Tôi làm việc ở bệnh viện Sài Gòn. Bây giờ cô sống ở đâu? Tôi ở số 20, đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án nhé. Câu số 1 là Yoko là người nước nào? Và đáp án là A. Nhật. Câu số 2, cô ấy làm nghề gì? B. Bác sĩ. 3. Cô ấy làm việc ở đâu? B. Bệnh viện Chợ Rẫy. 4. Hiện nay cô ấy sống ở đâu? A. Quận 1. Dạ. Các bạn có làm đúng tất cả các câu hỏi không? Dạ. Nếu không đúng thì các bạn cố gắng nghe lại một lần nữa nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ luyện tập thêm về hội thoại này. Đó là các bạn sẽ nghe
và nhắc lại từng câu có trong hội thoại. Bắt đầu. Xin giới thiệu với anh, đây là cô Yoko, người Nhật. Còn đây là anh Lâm. Rất vui được gặp cô. Rất vui được gặp anh. Xin lỗi, cô là sinh viên tiếng Việt, phải không? Dạ không phải, tôi là bác sĩ. Tôi làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy. À, tôi cũng là bác sĩ. Tôi làm việc ở bệnh viện Sài Gòn. Bây giờ cô sống ở đâu? Tôi ở số 20, đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Tiếp theo, các bạn sẽ nghe và viết lại từng câu có trong hội thoại. Các bạn đang học trình độ cơ bản của tiếng Việt. Vì thế các bạn chăm chỉ luyện tập cái bài mà nghe, nhắc lại, nghe và viết xuống để mình có thể nghe chính xác được tiếng Việt nhé. Bởi vì trong tiếng Việt thì phát âm là rất quan trọng. Xin lỗi, ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái đáp án của phần nghe đúng không? Các bạn có, sau khi các bạn nghe và viết xuống rồi thì các bạn có thể kiểm tra ở đây xem mình viết đúng hay không nhé. Hoặc nếu các bạn có sách thì các bạn có thể mở sách trang 172 để kiểm tra đáp án nhé. Xin giới thiệu với anh, đây là cô Yoko, người Nhật. Còn đây là anh Lâm. Rất vui được gặp cô. Rất vui được gặp anh. Xin lỗi, cô là sinh viên tiếng Việt, phải không? Dạ không phải, tôi là bác sĩ. Tôi làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy. À, tôi cũng là bác sĩ. Tôi làm việc ở bệnh viện Sài Gòn. Bây giờ cô sống ở đâu? Tôi ở số 20, đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 4.2. Nghe cô Thúy tự giới thiệu về mình, sau đó chọn câu trả lời đúng. Chúng ta bắt đầu nghe. Bài 4. 4.2. Nghe cô Thúy tự giới thiệu về mình, sau đó chọn câu trả lời đúng. Xin chào các bạn. Tôi tên là Thúy. Tôi là người Việt Nam. Tôi nói được tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và một ít tiếng Nhật. Tôi đã học tiếng Anh 4 năm, học tiếng Trung Quốc 2 năm và học tiếng Nhật 1 năm. Các bạn đã trả lời được các câu hỏi này chưa? Chúng ta có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là Thúy nói được A. Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật. 2. Cô ấy đã học tiếng Anh 4 năm. 3. Cô ấy học tiếng Nhật 1 năm. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập tiếp theo cho phần nghe này. Đó là nghe và nhắc lại. Bắt đầu. Xin chào các bạn. Tôi tên là Thúy. Tôi là người Việt Nam. Tôi nói được tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và một ít tiếng Nhật. Tôi đã học tiếng Anh 4 năm, học tiếng Trung Quốc 2 năm và học tiếng Nhật 1 năm. Tiếp theo là nghe và viết xuống. Bắt đầu.
Xin chào các bạn. Tôi tên là Thuỷ. Tôi là người Việt Nam. Tôi nói được tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và một ít tiếng Nhật. Tôi đã học tiếng Anh 4 năm, học tiếng Trung Quốc 2 năm và học tiếng Nhật 1 năm. Và bây giờ các bạn có thể kiểm tra cái phần các bạn viết xuống bằng cách các bạn nhìn đáp án ở trên hoặc là các bạn mở sách trang 172 để kiểm tra lại nhé. Sau khi các bạn xong thì nghĩa là các bạn cũng đã hoàn thành bài số 4 ngày hôm nay. Và để sở hữu tất cả 12 bài học có trong sách VSL1 thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn bên dưới nhé. Hoặc là các bạn sẽ truy cập vào website gotoviki.com và làm theo hướng dẫn. Xin cảm ơn các bạn đã học tiếng Việt cùng với cô giáo. Chúc các bạn sẽ thật là nhanh nói giỏi tiếng Việt nhé. Các bạn hãy subscribe cho kênh YouTube GoToViki và chia sẻ các video học này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.